Trời ơi, mà em nhỏ em lớn hơn nó một đống thì mẹ em cứ nhõng nhẽo với nó cả ngày chứ. Em cũng dễ sợ lắm, em cũng dễ sợ lắm. Em nhõng nhẽo là cố ý là tại vì em muốn gói lại cho nó vui lòng để cho em sinh được đi sớm. Đâu có, thật ra là con đâu có quyền quyết định gì đâu. Nói chung là mọi người bận á, thường là diễn viên ai cũng bận xô hết trơn á. Cho nên là chỉ việc là báo với lại bên chị sắp lịch. Rồi dù chị sắp lịch là coi đến ngày hôm đó lịch lịch sao. Giống như ba Tấn Hoàng hôm qua là cũng đây thấy không? Cũng rất là sót ở chỗ là ba Tấn Hoàng hôm qua phải bỏ một xô. Cái gì mà ngoại toan đó mà bây giờ tới sáng chiều 5 người là 4 người sáng chiều. Mẹ này mình chưa có. Dạ. Má đừng có rờ lên đây nha. Má biết à. Lộ tóc giả. Má biết mà rờ đâu cái kim rồi nó đâm ra ngoài phím rồi đó. Đâm rồi. Cảnh giờ rồi mệt không má? Mệt quá hả con? Mệt. Không má mệt đâu với con. Má thì cũng không có mệt gì mấy, mà thấy con mệt quá lo đủ thứ hết trơn trời. Nào là lo là kịch bản nè. Má ơi, hai vợ con uống anh em nè. Anh em lượt á sợ. Phải hỏi thăm từng người nè. Sợ sức khỏe mọi người nè, phải nói thật sự khi mình làm một cái gì để mà cống hiến đến quý vị khán giả là cái công sức. Thích cho năng người. À, được rồi, công sức của con mà cái thế hệ trẻ của các con phải nói rằng là rất là gắn công, và các con cũng biết rằng là cái sự lễ phép của các con đối với những người nghệ sĩ mà lớn tuổi, các con rất là coi như là tôn trọng, nói thật sự là tôn trọng luôn đó. Trời ơi, mà em nhỏ em lớn hơn nó một đống thì mẹ em cứ nhõng nhẽo với nó cả ngày chứ. Em cũng dễ sợ lắm, em cũng dễ sợ lắm. Em nhõng nhẽo là cố ý là tại vì em muốn gói lại cho nó vui lòng để cho em sinh được đi sớm. Đâu có, thật ra là con đâu có quyền quyết định gì đâu. Nói chung là mọi người bận á, thường là diễn viên ai cũng bận xô hết trơn á. Cho nên là chỉ việc là báo với lại bên chị sắp lịch. Rồi dù chị sắp lịch là coi đến ngày hôm đó lịch lịch sao. Giống như ba Tấn Hoàng hôm qua là cũng đây thấy không? Cũng rất là sót ở chỗ là ba Tấn Hoàng hôm qua phải bỏ một xô đi hát. À, nhưng mà ba nói với con là ba là ba thương ngon lắm. Với lại bây giờ cũng phải thông cảm, tại vì á lịch hôm qua nhiều quá mà cảnh là toàn cảnh khó. Cho nên bây giờ cái bệ lịch của ba bị bể đó. Vô một chút cho nó ngồi nữa. Cho nên là hôm qua là thấy áy náy trong lòng với lại ba Tấn Hoàng. Để nói là mọi người ai cũng đều có việc hết trơn, như bữa nay là má cũng phải bỏ cái giờ chuyện mà chạy chương trình tập mai vàng mẹ đã nhờ mỗi người trong ekip của bên giải mai vàng ở bên ca nhạc nhẹ tháng 8 thì đã quay cái clip lại gửi cho má để coi cái chiều hướng, cái hướng của má đi như thế nào để ngày mai mình ngày mốt mình đối đáp vô cùng với mọi người. Nhưng mà phải nói là má rất chân tình và thương Bích Trâm rất là nhiều. Quý vị thấy cái giọng nói của mình nè, bình thường mình cũng đã cảm thấy mình mệt rồi. Phải nói là con nó đã lo nhiều quá, mà nhất là khi mang cái hồng hà qua đó, lo chừng nào thì cái giọng nó lại càng bị hột nhiều chừng đấy. Má mà ngộ lắm nha, con ở nhà con đi quay giọng của nó trong trẻ bình thường đó, mà sao con đi quay cái là nó vô hộp à? Con lo đó, lo đó, nó cũng ảnh hưởng lắm. Không nghỉ ngơi, lo đó. Cho nên là quý vị thấy không, nói chuyện nghe thấy tôi nghiệp đứt ruột gì đâu, may là nó chỉ thoại nó nói thôi đó, chứ nếu nó ca là như thế nào đâu quý vị. Cho nên nó vừa cất giọng ca lên cái Khương vừa bay ra liền, ngay đứng màn hình có mặt Khương vừa cất giọng ca lên Khương vừa bay ra liền. Không, anh Khương vừa bay ra, anh Khương vừa nói vậy nè, con quỷ, mày có phải em của tao? Trời ơi, vậy đó. Mà thích ca dễ sợ đó. Ừ, hát chữa vậy á, rồi hát chữa tất cả các bạn. Và đây là những clip mà thật tình, thật tâm trong coi như là hậu trường ha. Đúng rồi, mà vui lắm, nghe ngộ lắm nghe. 9 giờ rưỡi sáng là hối dễ sợ. Cha là chạy, anh tính hoài là không dừng ăn luôn á, em cũng vậy á. 3 rưỡi chiều mới quay đó nghe, mà đang điểm lúc 9 rưỡi sáng. Thật ra là cái cảnh đó mình không nghĩ là nó lâu lắm mà dài, tại vì cảnh đông người, cảnh đông người. Cái cảnh đó là 30 người thì bây giờ anh Nhật biết sao không? Thật ra là cái giờ đó đáng lẽ là mọi người sẽ được quay với, mà giờ tại vì á đèn đuốc rồi cái bối cảnh này bị nhỏ quá, cho nên đâm ra là phải đổi góc này từ kia từ la.
đâu có ai mà muốn đi diễn viên mình chờ đâu, bởi vậy con ái nói trong lòng của con. Có đâu con, mọi người cũng đều với nhau hiểu mà, công việc mà đâu có ai mà gọi là không được, không có thông cảm điều đó. Má biết sao không? Tại vì má với mọi người dễ thương, cho nên là mọi người thông cảm, mọi người hiểu chuyện đó. Có những người ta không hiểu tâm thông cảm, chửi quá trời chửi. Ai chửi? Thế là người ta chửi không thiệt, có đó người ta chửi thiệt đó chứ. Vậy đó. Em đừng nên hỏi ai. Chửi đi nghe, đừng có hỏi tới anh. Ví dụ kệ anh, để anh chờ anh nằm giọng anh ngủ gì cũng được. Để bắt đầu tới quay, quay xong còn hai con anh quay xong về. Tự nhiên Quách Ngọc Tuyên á, Giang Lâm á, Kép Chánh á, tự nhiên chạy tới đây chứ. Trời ơi, tụi nghiệp anh quá trời anh ơi. Tự nhiên nói vậy tới tuổi thân. Không phải tuổi thân mà em xúc động. Ờ, bị xúc em động. Em cảm động là gì mà mấy cái thế hệ trẻ, các em của nó có sự quan tâm đến với mình. À. Nhưng cái lời của em đó, nó đến động như mình đó. Tự nhiên bị xúc động á. Mà má thấy không? Chạy ra, chạy vô. Mọi người chờ con xíu nha, con xin lỗi mọi người nha, chờ con xíu nha. Má ơi, má mệt không má? Má ơi, má ăn gì chưa má? Có nghĩa là cứ chạy tới chạy lui sợ mọi người này kia. Nên là cái đó là nó từ thật tâm của mình. Đúng, cho nên là khi mà bây giờ cái theo cái từng tuổi của mình rồi nha, rồi chị Thanh Hằng thì nói thật sự con người ai cũng sẽ đến cái kiểu gọi là sinh lão bệnh tử mà, phải không? Nhưng mà bây giờ hiện tại chị Thanh Hằng cảm thấy rằng là yêu đời và hạnh phúc vô cùng khi được làm việc với các con. Đúng rồi. Và sợ lắm, sợ mình ra đi rồi mình còn nhiều làm nhiều với các con lắm, tiếp lửa cho các con nhiều lắm. Sợ lắm thôi, cứ ráng giữ gìn sức khỏe để mà sống hoài, để làm việc hoài với các con. Để làm việc đến hơi thở cuối cùng. Đúng rồi, mình được làm nghề cho ngon á ha. Bởi vậy. Rất là thương má và thương mọi người trong ekip này luôn. Có thương nhờ cũng vậy. Có thương chứ. Anh Nhật vừa đẹp vừa hiền vừa dễ thương mà mọi người biết nha, trong kể đẹp tự nhiên nữa nè. Phải dạ. Đẹp tự nhiên không? Hai chị em đẹp tự nhiên. Có sữa không? Không. Vậy hả? Mà sữa gì đi? Sữa cái gì? Hết á. Mọi người biết nha. Quý vị khán giả có biết là anh Nhật á, khi mà anh nhận vai rồi á là nhắn tin liên tục. Nhắn tin là trời ơi, cái phim trước của em làm là phim nào cho anh coi đi. Đúng rồi. Anh mê phim lắm. Gửi cho phim Ương Thị Sương Rồng coi, xong rồi là bắt đầu nhắn tin, rồi cứ hỏi là lịch quay ngày hôm nào, kịch bản sao, bận đồ sao, nhắn tin mỗi ngày luôn. Ba Tấn Hoàng cũng vậy, Ba Tấn Hoàng là nhắn tin mỗi ngày. Nói chung là mọi người mình làm rất cho con, làm cho con một cái cảm giác là trời ơi, xong rồi mọi người nhiệt tình quá, cho nên mình phải cố gắng làm sao mà ra một bộ phim nó hoàn chỉnh để không phụ lòng mọi người. Em biết không? Được biết không? Cái mùa này là cái mùa coi như là hết mưa rồi, cũng tạm dừng mưa rồi mà dịch bệnh cũng qua rồi. Cái thời gian dịch bệnh rất là nghệ sĩ hồi hộp lắm. Hồi hộp sống là coi như có show mời, tối lại bị dừng lại. Mà mùa này là cái mùa đang được có show. Như đêm nào là chị cũng phải đi hát cho hội chợ luôn thôi. Nhưng mà những cái ngày mà cho lịch của Hồ Bích Trâm rồi là tối hoàn toàn nguyên dành hết ngày đó là cho các con rồi chưa? Dạ rồi. Má nói chuyện tiếp nha, con tại đi quay để con bị la nha. Rồi, thôi bây giờ đi quay được rồi. Hả? Không có mình con à? Vậy hả? Nói gì nữa? Không, thì chị không chịu đi hát cái em vẫn đi. Ngoại, ra đi ngồi giùm con ngoại. Rồi. Đi nè, chào mọi người nha. Đang rút quay ra cái này nữa.